I concurred with that. Good luck with the first session. Okay, so as Rob then introduced me, I'm actually a mathematician. So I'm a neuroscientist. I did my PhD in Lyon in France and my postdoc at Stanford University for 3 years, and then I'm working right now at Rob then in Singapore, the Singapore Eye Research Institute. I'm also an instructor at Duke NUS Graduate Medical School. So probably what I'll be talking to you about today, if I'm lucky you have never heard about it before, and if you have any questions, just interrupt me and ask them. I'm sorry that was too long. Hôm nay tôi sẽ trình bày cho các bạn cái bài tham khảo để tiếp tục cái quá trình của trình bày. Vì không hiểu các bạn cứ giơ tay lên hỏi thì cái đề tài mà sẽ được nói đến hôm nay đó là ảnh hưởng của mù loà và thị lực thấp lên các chức năng khác ngoài tự nhiên. Tức là không phải chỉ là mù là mình không nhận thức ánh sáng mà ảnh hưởng đến những cái vấn đề khác nữa trên cơ thể. Okay, great. So I'm going to make my short report. Okay, so today I'm talking to you about non-visual impacts of blindness and visual impairment. So what does the eye serve for, basically? What is the first purpose of the eye? Thưa các bạn, thì chức năng của mắt là gì? No. Detecting of light, the vision, right? Để nhận thức ánh sáng. Còn gì nữa không? Is that the only one you think? Đó là cái thứ nhất mà bạn nghĩ đến. Bạn nghĩ đến cái chức năng gì khác của mắt nữa không ạ? Anyone? Sorry? Okay. It's not the sole purpose of the eye. Cosmetics is actually not also the purpose. But what the eye serves for is to detect light, but light also has different impacts on the organism. It's not only detected. What we call non-image or non-visual responses to light, you, all of you are very familiar with one, this pupillary light reflex. You shine light on the eyes, the pupil constrict. This is not related to vision itself. It's just a light detection. Hôm nay tôi sẽ nói cho các bạn một khái niệm hoàn toàn mới là các bạn ngoài cái việc mà cảm nhận ánh sáng thì mắt nó còn có một cái như là đó là những cái phản xạ của ánh sáng đối với mắt mà không liên quan đến thị giác. Chẳng hạn như khi các bạn chiếu đèn vô mắt thì các bạn thấy đồng tử bệnh nhân to trẻ không? Việc đồng tử cái việc mà khi ta chiếu đèn cái đồng tử to hay đồng tử trẻ nó đâu có liên quan đến việc ta nhận thức ánh sáng, nó chỉ có điều chỉnh cái lượng sáng thôi. Thì đó là một trong những cái khái niệm. Other functions of light, well, light can also actually affect the brain in very different ways. Yeah, một cái điều nữa tôi muốn nói là cái việc mà ánh nhận thức ánh sáng của mắt nó còn giúp ảnh hưởng đến các chức năng hoạt động các bộ não. I'm just going to scroll all of them right now. So light can affect circadian rhythm, sleep, cognitive performance, it increases your learning and mood, it increases alertness, reduces sleepiness. You know about light therapy for seasonal affective disorders. And it reduces pain, but also induces migraine. Tôi biết đây là cái khái niệm hoàn toàn mới các bạn. Thực tự khi mà cái ánh sáng mà đi qua mắt mình mà được nhận thức bởi não thì nó sẽ ảnh hưởng rất nhiều hoạt động chức năng. Cho nó có bao gồm ảnh hưởng đến sinh lý và hành vi, có ảnh hưởng đến cái nhịp sinh học ngày đêm, cái thức ngủ, cái nhận thức và cái khả năng học tâm trạng, ngay cả việc mà trẻ mà chúng ta bị trầm cảm, đau nhức hay có một cơ thể migraine về mắt cũng liên quan đến sự nhận thức ánh sáng. Cái ánh sáng kích hoạt chưa phải là chỉ cần thông minh không. And all that through the eye. So the eye's purpose is not only for vision, it's actually implicated in all that. But you know that actually in a blind individual, light-induced migraine, would a blind individual have light-induced migraine? In your opinion, a blind with no light perception, would he have migraine? Các bạn hãy tự đoán xem, nếu như một trường hợp một bệnh nhân không còn ánh sáng cũng như mù hoàn toàn thì có khả năng bệnh nhân bị migraine phải mắt hay không? Thì các bạn nghĩ là bệnh nhân có thể bị migraine không? Who says yes? Tại vì hôm nay đang mắc cái lần kích thích tỉnh sáng thì sẽ nhức đầu dữ dội, nhưng có thường trường hợp migraine nửa đầu là thường thì Who says no? Các bạn cai hôm nay say yes là bệnh nhân bị mù hoàn toàn cũng khả năng bị migraine phải mắc giơ tay lên. So actually, some blind individual, no light perception, can detect any light, shine light in their eye. If they're prone to having light-induced migraine, they will have light-induced migraine. Dạ, câu trả lời đó là có. Ngay cả một số bệnh nhân mù hoàn toàn không nhận thức ánh sáng, đa phần sẽ tưởng âm tính luôn. Nhưng mà khi mà chúng ta chiếu ánh sáng, thì bệnh nhân cũng bị kích hoạt một cái migraine phải mắc. Now we'll tell you why at the end, actually. Dạ, sau khi kết thúc cái bài này, thì chúng ta biết tại sao. Okay, let me tell you about circadian rhythms. Circadian rhythms are actually all organisms on this earth, have circadian rhythms, no exceptions. Thì đầu tiên cái bài hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu là cái ảnh hưởng của mù loà trên các nhịp sinh học ngày đêm của bệnh nhân. Thì chúng ta biết tất cả các loài sinh vật trên trái đất này đều có nhịp 24 tiếng là nhịp ngày đêm.
So what are they? They are actually rhythms of 24 hours. Since we live on an Earth, right, that has a rotation of around the axis of 24 hours, it's normal to have endogenous hormonal behavioral rhythms of 24 hours. And this is what we call circadian rhythm. And it goes from sleep-wake cycles to hormone cycles to actually temperature cycles, and all those fluctuate in 24 hours in the body. Như vậy có biết là chúng ta thì hầu như các cái sinh vật trên trái đất này đều có nhịp sinh học là 24 ngày đêm, từ cái lĩnh vực mà đơn giản nhất đơn bà đến phức tạp như con người, thì cái nhịp sinh học ngày đêm 24 tiếng này nó sẽ điều chỉnh mọi thứ trong cơ thể chúng ta, giống như là nồng độ hormone, thức ngủ, nhận thức hay là các quá trình chuyển hóa trong cơ thể của chúng ta đều được theo cái nhịp là 24 ngày 24 giờ. So what does the eye have to do with all this? Vậy thì chức năng của mắt trong cái nhịp chu kỳ sinh học này là như thế nào? Well, the eye is very important in circadian rhythms, and here's why. Because circadian rhythms have a clock. Have you ever heard about the clock in the brain? It's actually a real clock. Các bạn đã bao giờ nghe về cái khái niệm đó là đồng hồ sinh học của cơ thể chứ? Yes. It is at the suprachiasmatic nucleus, just above the optic chiasm, and this very small structure controls the rhythmicity of many functions in the body, from sleep, autonomic nervous system, cognitive performance, locomotor activity, hormonal secretion, cell cycles, and other clocks in the body. So without that clock, we are prone, humans are chaotic, the rhythms of hormones in the body are chaotic, and actually the animals would die if we ablate that clock after a given time. Thì trong cơ thể chúng ta có một cấu trúc rất là nhỏ, chỉ khoảng 3 mm thôi, nó điều khiển toàn bộ nhịp sinh học trong cơ thể, thì cái đó gọi là nhân chơn giao thị. Cái nhân này nó nằm ở cái vùng dưới đồi, cái chân cho thị đó, thì cái nhân này nó rất là nhỏ nhưng mà cái chức năng rất là quan trọng, nó điều hòa cái thức ngủ, hệ thần kinh tự chủ, nhận thức, điều hòa cả trí nhớ và điều hòa cả cái việc những cái hoạt động bên trong của cơ thể. Thì mặc dù nó nhỏ như vậy, nó như cái chất cái gen điều hòa mọi thứ gì đó, người ta thí nghiệm ở trên động vật, người ta cắt bỏ đi cái vùng này thì bệnh động vật nó chết. So what's the role of the eye? I haven't said vậy thì cho nó phải là một cái hai ba đầu mắt. So that clock actually in the brain has a period of 24.2 hours. Let me explain what it means. It means that every day that clock, just like an old watch, would get delayed by 15 minutes. Thực ra cái đồng hồ sinh học trong não của chúng ta, cái chu kỳ của nó là khoảng 24 giờ chấm 2, chứ không phải chính xác 24 giờ. Và mỗi ngày á, chúng ta sẽ bị delay đi 15 phút, hay là bị chậm đi 15 phút. Chẳng hạn như hôm nay bạn ngủ 12 giờ thì ngày mai đồng hồ sinh học của bạn tự động nó lùi lại là 12 giờ. À, 15 bạn có đi ngủ giờ hỏi giờ cái cơ chế nào để giúp cho cái chúng ta duy trì cái nhịp sinh học của mình luôn luôn đúng giờ. So how, what does light do? What does the eye come in this? It's actually through the eye and through the light detected by the eye, only by the eye, that this clock is synchronized to the 24-hour light dark cycles. And this way we can actually stay in tune with the light and dark and sleep at night and wake up during the day. And same for the rhythms of our hormones. Yeah, chính cái việc mà tiếp nhận ánh sáng của mắt, và khi mắt mà nó tiếp nhận những kích ánh sáng ban ngày đêm thì nó sẽ chuyển hoạt lại cái hệ thống đồng hồ sinh học ở trong não, thì nó sẽ reset lại cứ đúng chu kỳ 12-24 tiếng. Khi nó còn mỗi ngày mình cứ lùi 15 phút thì mình sẽ bị sai cái nhịp sinh học. Thì cái việc mà mắt mình nhìn thấy ánh sáng, tiếp nhận ánh sáng, thì khi mà mắt mình tiếp nhận như vậy thì nó sẽ chuyển cái tín hiệu lên trên não để điều chỉnh lại đồng hồ sinh học của mình để mình có thể thức ngủ đúng nhịp. Great. For example, if we're talking about the hormone melatonin that is secreted by the pineal, light detected by the eye stimulates the central clock, which in turn suppresses that hormone melatonin. Thì có một cái hormone rất là quan trọng điều hòa cái nhịp thức ngủ của mình, đó là cái melatonin. Thì cái melatonin này nó tiết ra bởi tiết tùng, và cái kích thích ánh sáng ban ngày này nó sẽ giảm cái hormone này xuống. So this is an example of a healthy individual that is synchronized to the light dark cycle. The hormone melatonin is secreted during the night. Expose the subject to light during the night. This hormone is directly suppressed by light detected in the eye. And on the third day, the rhythm of melatonin that you see here is shifted compared to that initial one. So the subject literally goes to bed later and wakes up later. So if you keep doing that with the subject, you'll keep sleeping later and waking up later. This is why right now, if we stay up late with our tablet or with the lights turned on and looking at light, the second day we'll go to bed later. And this is a problem with adolescents now. For example, for those who have kids. Thì như chúng ta biết thì ban đêm khi chúng ta ngủ thì cái melatonin này nó sẽ tăng lên.
Nhưng mà khi mà tôi thức khuya thế này, tôi thức khuya mà nó từ đêm tâm ngủ tâm tiếp xúc ánh sáng đèn thì nó sẽ làm giảm cái nồng độ melatonin thì xuống, nó làm thay đổi cái nhịp sinh học. Thì như vậy thì cứ như vậy mà ngày nào cũng như vậy thì chúng ta sẽ thức khuya dậy sớm, thức khuya dậy sớm thì ban đêm thì cái melatonin đã điều hòa cho việc thức ngủ, mà mình cứ làm nó giảm ban đêm nó sẽ tăng lên, là nó cứ mình cứ nhìn ánh sáng mình làm việc. Thì qua ngày sau và nhiều ngày sau nữa thì cái chu kỳ ngủ mình bị dịch nó bị lệch đi. Dù như hôm nay nó lệch 15 phút rồi nửa tiếng tí thì bị lệch đi, có nghĩa là mình sẽ thường là đi ngủ rất trễ và mình thức rất sớm. Okay. So, do you think a patient with no light perception would have melatonin suppression by light? Okay. Các bạn thì theo như suy nghĩ của các bạn, giả sử như một bệnh nhân bị mù không thấy sáng, yes, thì nồng độ melatonin của bệnh nhân có bị ảnh hưởng với ánh sáng hay không? Yes. Right. No. Yes. 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 Right. You learned from the previous migraine. Okay. We'll see at the end then. Okay. Enough about scientific stuff and explanation about this. Let me show you what happens when a man spends 62 days in the cave in darkness. So this is what happens when you have no light detected. Vậy thì gì sẽ xảy ra nếu các bạn không nhìn ánh sáng rồi? Chúng tôi sẽ cho các bạn một ví dụ, một người đàn ông sống trong bóng tối 62 ngày. So this is a French cave enthusiast, Michel Sy. So in 1962, he decided to spend 62 days in the cave, in the Alps, total darkness, no light. And he was reporting to the surface what time he's gone to bed and what time he woke up. Đây là quý vị cho các bạn thấy cái biểu đồ, đây là một người đàn ông sống trong năm 1962, ông sống 62 ngày trong cái nồi bóng, không có bóng tối, không ánh sáng, hoàn toàn tối. Thì người đàn ông này ông ghi nhận lại cái thời gian ngủ và thời gian thức của ông. Great. So on the first 2 days, he slept at the same time, woke up at the same time, and as he stayed in that cave without any light, this is what happened. So you can see that he was sleeping later and later, waking up later and later, and this is what we call free running. This is the clock of Michel's son, not synchronized by light, and just running at its own period. Nhưng mà sau đó cái nhịp sinh học của ông nó sẽ bị lệch dần, khoảng 15 phút lệch dần, lệch dần, lệch dần. Thì như mà biết tại ông không tiếp xúc ánh sáng là cái đồng hồ sinh học của ông không có được reset lại, không có được mặc định lại, nó cứ như vậy, nó cứ chạy tới chạy tới, nó sẽ lệch dần 15 phút, 15 phút. Thì sau 62 ngày thì mình thấy nhịp sinh học của ông là có bất thường. Who do you think is like Michel Sifre actually? Who has a rhythm like Michel Sifre in your opinion? Để theo các bạn nhìn biểu đồ thì các bạn nhìn thì cái nhóm người nào thì có nguy cơ bị cái rối loạn nhịp sinh học giống như cái ông này. Some, but not all blind individuals. So compared to a control, who's sleeping at the same time, waking up at the same time, melatonin secreted always at night, some, but not all blind individuals are sleeping later and later, waking up later and later, have complete dysregulation of their hormone cycles, and try to stay in tune with their social life, but actually, fortunately, most of the time, they cannot. Giống như người ông sống ở trong cái hang 62 ngày á, thì những cái bệnh nhân của bạn, những người mà bị mù hoàn toàn á, thì cái nhịp sinh học của họ nó sẽ bị thay đổi lệch dần, lệch dần, lệch dần. Thì tại vì các bạn bình thường không nhận ra, nhưng mà các anh dùng đi gia đình hoặc là bạn bè hoặc xã hội họ đều sinh hoạt theo cái nhịp bình thường, có nghĩa là thức cho ngày cũng buổi tối. Còn cái người mù thì cái nhịp sinh học họ bị đảo lộn, họ lại là ngược lại và họ thức ban đêm, họ ngủ ban ngày. So this is the first report on the blind man who's living in normal society, no psychiatric diseases. This was done in 1977 by Miles. And what the patient reported is a severe cyclic insomnia, or severe cyclic sleep-wake disorder, excessive daytime sleepiness, and abnormal rhythms of temperature, alertness, cortisol, and other factors. This was the first case. Đây là một cái nghiên cứu về những người mà bị mù. Mà sẽ sống trong cuộc sống bình thường thì tôi nhận thấy là những cái người này bị rối loạn cái nhịp sinh học, đặc biệt là cái rối loạn vía mũi mà nặng, và chẳng những vậy mà những cái chức năng về sinh lý các bình thường của họ như nhịp cơ thể, khả năng nhận thức, họ ngay cả cái nồng độ cortisol trong máu họ đều thay đổi hết. So that's not the main issue actually. This patient, when he was asked to come to the lab and they told him, look, you can sleep whenever you want, just you're free to sleep and wake up whenever you want. He slept at his home period, just like Michel Sif in the door in the cave, and had a period of 24.9 hours. But however, when they sent him back actually to his social life,
This is what they got. Yeah. Great. So what he got in normal life is that he tried to sleep at night when his family is sleeping. He tried to stay awake during the day, but look how hard this was for him. He was sleeping short, less and less every night, napping all day. He was struggling to stay awake during the day. And that's exactly what you have in people who work night shifts, for example. In people who are jet lagged, for example. I mean, I'm pretty sure you all have done night shifts here. Okay, đây là một cái bệnh nhân thứ nhất là bệnh nhân ngủ nhưng mà mình thì nó chơi quá giữa, nghĩa là bệnh nhân này bị ngủ nhưng mình cho phép họ ngủ thoải mái, nghĩa là anh theo cái cảm nhận của anh, khi nào anh muốn ngủ thì anh ngủ, khi nào có thức thì anh thức, thì mình thấy cái nhịp sinh học họ bị lệch. Nhưng mà khi mình đưa cái người ngủ vô xã hội, mình bắt họ là anh thấy sinh hoạt theo cái nhịp sống một người hoàn toàn bình thường, anh sinh hoạt theo xã hội, ngủ đúng giờ, thức đúng giờ, thì ta là nghĩa là cái người này rối loạn về cái nhịp ngủ luôn, nghĩa là anh em họ ngủ không được, tại vì họ có cái tập hồi xã hội họ bị hư, và ban ngày thì bắt họ thức làm việc, thế là họ phải ngủ những cái thời gian ngắn, ngủ gật này kia rất là nhiều. Thì có mấy trường hợp là giống như mình đi trực đêm, thì đó hai trực đêm, mai đi làm, mình trực rồi lại trực đêm, mình trực mấy ngày, hoặc là mình đi du lịch, mình bị xét lát, thì cái kiểu giống như vậy, tức là mình không ngủ trong đêm, ban ngày bắt buộc phải làm việc, mà trong khi mình rất là mệt mỏi. So even when you force that guy to sleep, they tell him, look, you have to go to bed at 12, wake up at 8 every day. He cannot do that. It's not dependent upon social interaction, it's not dependent upon food, it's only dependent on life, and people need life to be synchronous. Great, so as I said, this is the case also in jet lag, in shift work, and you know what happens when you're badly synchronized and when you're sleep deprived, accidents like these happen. So when you have circadian time or sleep deprivation, you have psychomotor and behavioral alterations, you have also cognitive alterations, and all of these lead to big problems actually and big accidents. And now we know actually that sleep deprivation and circadian misalignment, which occur in some but not all individuals, can increase cancer rates, can induce gastrointestinal disorders, brain defects, circadian disruptions, which included reproductive effects, and can have cardiovascular disorders also. So it's not only about not seeing blood, you have other actually impacts on the organism that are taking So how prevalent is that? How much does it occur? Well, it occurs between 50% and 80% in blind individuals, but it's also dependent on the type of blindness, but it's not only in blind individuals. It can actually occur in some impaired, visually impaired patient can still detect light. Thì cái tần suất của những cái bệnh nhân mà gặp bệnh nhân mù là mà bị rối loạn giấc ngủ là phải từ 50-80% tùy theo cái nghiên cứu. And of course, this is dependent on the type of blindness or the type of ocular disease. If you don't have any eyes, you have bilateral enucleation, there's a high, very high prevalence of having these problems. If you have retinitis pigmentosa or AMD, there's a lower prevalence. Thì cái việc mà cái rối loạn giấc ngủ và rối loạn nhịp sinh học này nó còn tùy thuộc vào cái tình trạng cái loại mù của bệnh nhân nữa. Nếu như bệnh nhân hoàn toàn không có nhãn cầu như là các loại nhãn cầu hai mắt luôn á, thì cái tỷ lệ này là cao. Còn trong những trường hợp như viêm võng mạc sắc tố hoặc là AMD thì cái tỷ lệ nó thấp hơn. Great. Hormones also follow a similar pattern. Compared to a synchronized individual, here melatonin secreted at night, cortisol at the end of the night. This is a blind individual, it's very random, and from week to week, you can tell melatonin is secreted randomly, cortisol is secreted randomly, and this leads to physiological disruptions. Bình thường thì không nó theo một cái nhịp điệu nhất định, còn ở trên những cái bệnh nhân mà bị mù loà không nhận thức được ánh sáng thì cái sự thay đổi nồng độ hormone trong máu của họ nó rất là biến động. So then what? What do you do? Can you treat non-visual alterations? Can you treat sleep disorders? Can you treat circadian disorders? How would you do it? Vậy đối với bệnh nhân như thế này thì chúng ta có thể điều trị gì cho họ? Như bệnh nhân mù rối loạn giấc ngủ này kia, chúng ta có thể giúp gì được cho bệnh nhân của mình? Does anybody know how to treat circadian disorder? Does anybody know how to treat jet lag? Có ai biết cách
À, có bao giờ mà bạn bị sách lát và bạn biết cách để chữa không? No. No. You know what you know shift work, right? You work at night a lot, right? You know how it feels, right? You want to treat it rapidly. Yeah. So nowadays the best used treatment is melatonin, right? Ở đây thì hiện tại hiện nay đó thì cái thuốc mà để điều trị cái này là bổ sung melatonin cho bệnh nhân. It's usually given 1 hour before bedtime because it has receptors on the circadian clock and can directly affect that clock besides light, right? So without light, melatonin is the best way to synchronize the clock. Thì bệnh nhân không nhìn thấy ánh sáng cho nên cái đồng hồ sinh học bệnh nhân không thể tự điều chỉnh được, cho nên thường khoảng 1 giờ trước khi đi ngủ mình cho bệnh nhân uống melatonin để nó làm tăng cái nồng độ melatonin trong máu vào ban đêm để cho bệnh nhân giúp bệnh nhân duy trì cái ngủ vào ban đêm. If you want a more expensive alternative, you have Desmodium that was recently on the market by Vanda. It's an MT1 melatonin agonist and it's FDA approved. It's much more expensive. Instead of $50 per year for melatonin, this is $60,000. But I mean, in the US, we like to make money, so why not just use Desmodium instead of melatonin when it has the same effect? Còn một cái thuốc khác nữa là Desmetalon, nó không điều trị mất ngủ cho những bệnh nhân ngủ lại nhưng mà nó rất là mắc. Và ông muốn khuyên mình dùng thì đâu, như khi nào bạn muốn kiếm thêm tiền. So, another alternative to melatonin and Desmetalon is light. That's you. Còn một cách khác của ông nói là mình cho bệnh nhân tiếp xúc ánh sáng ngủ. Ông nói cái này hơi lạ, mà ông sẽ nói cho các bạn tại sao mà một trong những cách mà mình giúp bệnh nhân ngủ là mà có thể duy trì sự học ra cho bệnh nhân. But this is not in all blind individuals, right? This is in some very few blind individuals that can still detect light, that still have migraine induced by light, that still have melatonin suppressed. Nhưng mà ông nói với các bạn là chỉ là áp dụng được với số bệnh nhân mù loà nhưng mà họ còn cảm nhận ánh sáng thôi, còn bệnh nhân mù hoàn toàn thì không có hiệu quả. So, what is that exception I was telling you about? How is melatonin still suppressed by light? How is migraine induced by light in some but not all blind individuals? Thì cái ông có nhớ hỏi là tại sao mà cũng số bệnh nhân mù hoàn toàn rồi vẫn còn bị kích hoạt là bị cái migraine phải mất, mà tại sao còn melatonin vẫn tiết ra trên những bệnh nhân mà đã bị mù hoàn toàn rồi? So this is a paper published in the New England Journal of Medicine. It's the first case of a blind individual who can still detect light. Đây là một trường hợp bệnh nhân bị glaucoma bẩm sinh mù hai mắt rồi nhưng bệnh nhân vẫn còn cảm nhận được ánh sáng. This is not him, by the way. This is the control. This is a patient with congenital glaucoma. He has a blind visual system, but also blind circadian system, a non-visual system. You can see his melatonin profile is going shifting from day to day. And if you expose him to light at night, light does not suppress this hormone melatonin. So basically, you can say that this is the melatonin profile, right? At night, if you give light at night, this hormone is not suppressed. By đây là một cái tình trạng một bệnh nhân bị mù hoàn toàn, mình thấy cái melatonin của bệnh nhân á, mặc dù là bệnh nhân một thuốc ngủ theo nhịp ngày đêm, thấy cái chấm màu đỏ là cái nồng độ melatonin trong máu của bệnh nhân là thay đổi. Thì cái biểu đồ mình thấy là thấy nồng độ melatonin theo giờ của bệnh nhân, thì cái mặc dù cái giờ bệnh nhân respond cái suất ánh sáng vào ban đêm thì cái melatonin nó hơi giảm. So this is a blind, visually blind, non-visually blind patient. However, this patient, 18 years old, with Leber's congenital amaurosis, you can see his rhythm is well synchronized, he's sleeping at the same time, waking up at the same time, and when you expose him to light, again, this is a patient with no light perception, you expose him to light at night, and melatonin is suppressed. How come? Một bệnh nhân 18 tuổi mù hoàn toàn, không có cảm nhận gì ánh sáng hết, nhưng mà khi mình cho bệnh nhân tiếp xúc ánh sáng hàng đêm, nồng độ melatonin nó vẫn giảm. How is light detected in a blind individual that will not be able to tell you I see the light, but actually his system, his melatonin, his spinal gland is telling you yes I'm detecting light, but through what? The eye is blind. Vậy thì tại sao lại vậy? Tại sao bệnh nhân mù hoàn toàn rồi nhưng mà khi mà bệnh nhân thiếu ánh sáng mắt bệnh nhân vẫn còn cái là cái những tín hiệu còn được truyền vào não và những ức chế sự tiết được cái melatonin. So this is another case also. So this is a patient with RP. You can see it's the RT response, low rod response compared to normal, no mixed response compared to normal, and flicker response is abolished. Again, this is a nearly blind patient. What you do is you expose him to green light at night. This is his melatonin profile. He's hearing green. Expose him to green light.
no change, you cannot see the green light, not detected, exposing to blue light, now melatonin is suppressed. Thì đây là một cái bệnh nhân mà viêm võng mạc sắc tố, thì bệnh nhân này thì nó cũng hoàn toàn rồi, nhưng mà khi bệnh nhân mắc rê của bệnh nhân tiếp xúc với lại ánh sáng màu xanh á, sẽ lá cây á, thì cái nồng độ melatonin trong máu của bệnh nhân thì nó không thay đổi. Nhưng mà tại sao khi bệnh nhân mình tiếp xúc với những cái ánh sáng màu xanh dương thì nồng độ melatonin trong máu của bệnh nhân lại thay đổi? So here's another thing. If you show this patient different colors of light and you tell him, are you seeing the light? He'll tell you, I'm blind, I cannot see light. But if you show him different colors and tell him to tell you if he has a perception of light, he cannot detect any color of light except blue light. 90% of the time he will tell you, I'm seeing, I'm detecting something. Is there light? And 90% of the time he's right. So there is perception of light even though he cannot see it. Thì trong những bệnh nhân mà khi chúng ta kiểm tra bệnh nhân mù và chiếu ánh sáng cho mắt bệnh nhân á, thì thường bệnh nhân mà mù hoặc còn sợ á, thì mù hoàn toàn thì bệnh nhân sẽ không cảm thấy được cái thứ ánh sáng. Nhưng mà khi chúng ta đổi cái màu đèn, chúng ta thiếu những cái đèn có những màu sắc khác nhau á, thì nó là trong trường hợp chúng ta thiếu ánh sáng màu xanh á, blue light vô cái ánh mắt bệnh nhân á, thì khoảng 90% trả lời chúng tôi có cảm nhận được ánh sáng. Thì đó là tại sao có cái gì mà khiến cho bệnh nhân có thể nhận thức được ánh sáng màu xanh này? So why? Anybody has a guess? Các bạn có đoán được không? Anyone? If you're wrong, it's fine. I'm not breathing anything. No one's breathing anything. Các bạn biết tại sao mà tinh cảm bệnh nhân mù là mù hoàn toàn không còn cái nhận thức ánh sáng nữa, mà bệnh nhân còn cảm nhận được cái sáng màu xanh thanh dương luôn? Done? Okay. I won't tell you why. Okay, so here's why. The reason obviously has to come from the retina, right? The eye is the only organ in the body that can distinguish between colors. It knows when it's green, it knows when it's blue. So obviously, the reason has to be in the retina. Thì cái nguyên nhân đó là nằm ở cái võng mạc, tại vì trong mắt chỉ có cái võng mạc nó là duy nhất có khả năng tiếp nhận và phân biệt ánh sáng thôi. So in the retina, I'm pretty sure I have to go through this quickly. You know that there are rods and cones connected via bipolar cells and neurons to ganglion cells, and light goes through ganglion cells to the rods and cones, it's called the transduced and goes back out through the optic nerve. Basic visual biology. Như các bạn đã biết thì trong cái võng mạc mình có tế bào nón, tế bào que, các tế bào thạch và các tế bào dẫn truyền có thể giúp chuyển ánh sáng từ tiếp nhận từ tế bào nón màu que đi ngược lên trên não. So what's new about this is that until the year 2000, we only thought that rods and cones are the only photoreceptors in the retina, right? Thì cho tới hiện tại, tới hiện tại thì gần đây thì chúng ta vẫn cứ tin là chỉ có cái màu nón, màu que là những cái màu duy nhất khả năng tiếp nhận ánh sáng. Do you think there are other photoreceptors than rods and cones in the retina? Who says yes? Các bạn có nghĩ rằng là còn có những cái tế bào khác khả năng tiếp nhận ánh sáng trên võng mạc hay không? It's not biased. I said yes. Come on. So actually, there are other photoreceptors in the retina, and they're in a very, very unusual place. They're in the ganglion cells. So in ganglion cells, in 1%, actually 1-2% of the ganglion cells contain a photopigment called melanopsin that was recently discovered and that is very sensitive to blue. Thì đó nói là trong những cái tế bào thạch của mình á, thì có khoảng 1-2% các tế bào thạch, chưa phải tế bào nóng màu vàng, tế bào thạch thì nó có những cái chất và khả năng tiếp nhận được ánh sáng, đặc biệt là ánh sáng màu xanh. So in some diseases where you have rods and cones that are abolished, RP for example, these cells are still capable of detecting light and still suppress melatonin and still actually induce migraine, and actually this is why that patient I showed you before does not respond to green light but responds to blue light. Thì như các bệnh lý mà nó gây tổn thương tế bào nón, tế bào que thì bệnh nhân không có khả năng nhìn thấy thấy bình thường. Tuy nhiên trên những bệnh nhân đó thì tế bào thạch, một số tế bào thạch nó vẫn có khả năng tiếp nhận ánh sáng, đặc biệt là ánh sáng màu xanh. Cái điều đó giải thích vì sao một số bệnh nhân mù là mù hoàn toàn rồi nhưng mà vẫn còn nhận thức được ánh sáng xanh này, vẫn còn điều chỉnh được cái vi sinh học này đấy. So actually these cells have been shown now project to various centers in the brain, including the olfactory prefrontal nucleus to induce pupillary light reflex. Cái cũng chính vì cái ánh sáng này mà cái tế bào này mà nhiều khi mình đi mù cái tuần tự nó còn phản xạ ánh sáng. Great. So with that, I actually will finish this talk. We'll take home message would be that blind and visually impaired patients might have different types of circadian and sleep disorders, which appear to depend on the large extent of the degree and type of ocular pathology.
Thì đối với bệnh nhân bị mù là hoặc là suy giảm thị lực thì bệnh nhân có thể bị ảnh hưởng về sinh học ngày đêm tùy thuộc vào sau cái mức độ và cái giai đoạn nặng và cái tình trạng nặng, cái mức độ tình trạng cái bệnh lý nhãn khoa. And the one message you should remember is that these circadian disorders are not to be neglected because they can severely impact the quality of life and can be treated actually with melatonin or desmopressin. Yeah, các bạn nên nhớ là đó là những bệnh nhân mù và thì sẽ thường sẽ bị là rối loạn nhịp sinh học ngày đêm, và cái việc rối loạn nhịp sinh học ngày đêm này ảnh hưởng rất lớn đến đời sống sinh hoạt bình thường của bệnh nhân, và bạn nhớ là cái này phải điều trị được bằng melatonin. And the most important message is actually how many good receptors do we have in the brain? In the eye, you have rods and cones. These are not the only good receptors. You only also have melanopsin-containing ganglion cells. This is very important for the new generation of ophthalmologists to remember. It's not only rods and cones. You also have a third good pigment called melanopsin. Thì đó là một trong những điểm mà các bác sĩ nhãn khoa trẻ cần phải lưu ý, đó là trong mắt không phải chỉ có tế cầu nón, tế cầu ve là có khả năng tiếp nhận ánh sáng, mà có một tỷ lệ nhỏ cũng 2% là các tế cầu thật nó có chứa cái chất cảm nhận ánh sáng, nó có khả năng cảm nhận ánh sáng, tức là cái tế bào thật hồng còn chứa phải hai cái dần còn hồng. Great. So when you have a blind patient and you shine light in his eyes and you see a pupillary light reflex, now you know why. Vậy bây giờ nếu như các bạn khác bệnh nhân mù hoàn toàn cái mắt mà bạn chiếu đèn vô và đồng tử bệnh nhân vẫn còn có phản xạ nặng, các bạn hiểu lý do tại sao? Đó là do những cái tế bào thật